canh chua lá me non, canh chua cá khô. Lấy được hai cái ổ lê nè, đợi từ ngày từ tháng để nó chín vậy nè. Mami đây cho mami mượn dao, mami cắt chỉ được một ít lá me non thôi, không có đủ một nồi canh, cho nên giờ mình sẽ qua hái lá cóc rồi. Hái thêm mấy trái khéo còn xanh xanh để vô tí hồi trộn gỏi ăn. Trái này hái chắc một trái thôi, còn mấy trái này thì để chín, thì từ một trái là đủ làm gỏi rồi, tại một trái nó rất là to, chỉ cần là một phần gỏi nhỏ thôi. Hái thêm mấy trái cóc nữa để vô trộn gỏi nha. Ngon không anh? Hey. Chua.